Nàng tiên cá nhỏ. Nơi đáy đại dương sâu thẳm, vua Thủy Tề sinh sống. Con gái út của vua là tiên cá Ariel, không chỉ xinh đẹp nổi bật mà còn sở hữu một chất giọng trong trẻo, mượt mà. Ariel, giọng hát của con rất tuyệt, nhưng bởi thế cha càng thêm lo. Hãy nhớ lấy lời cha dặn, con chớ bơi lên mặt nước. Nhưng cha ơi, cuộc sống trên mặt nước rất thú vị. Hải âu bay khắp chốn và đã kể cho con biết. Vậy là con đã từng bơi lên? Dạ, con chỉ bơi lên một chút thôi. Mặt đất không phải thế giới của chúng ta. Con hãy cẩn thận và tránh xa loài người. Hãy nhớ lấy lời cha. Dạ. Dù vua cha ngăn cản, nhưng Ariel vẫn nhiều lần trốn lên mặt nước cùng với người bạn cá heo nhỏ và hải âu. Này, kia chính là tàu biển của con người. Họ chơi nhạc gì mà du dương vậy? Hỡi nàng tiên cá nhỏ, tốt nhất là mình hãy tránh xa con tàu đó. Trên tàu đó chính là con người. La 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 la. Tiếng hát đầu nghe trong trẻo vậy. Một giọng nữ ngọt ngào hiếm thấy. Nàng là ai? Ngày cuối cùng cũng đến. Con gái của vua Thủy Tề và một con người. Hỡi bão tố cuồng phong, hãy nhấn chìm con tàu đó. Mình phải cứu họ. Đây chính là cây sáo mà chàng ngân lên giai điệu ngọt ngào. Chàng mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Thật may quá, chàng vẫn còn sống. Hình như hoàng tử ở phía bờ biển kia. Tạ ơn trời đất, chúng ta đã tìm thấy hoàng tử rồi. Một cô gái xinh đẹp đã cứu ta. Chính nàng là người cất giọng hát du dương. Khi ta thổi sáo trên biển, ta phải tìm nàng. Con đã cứu con người khỏi chết đuối, có phải không? Thưa cha, con đã làm. Nhưng nếu không thì anh ấy sẽ chết đuối. Đủ rồi, con người sẽ không mang đến điều gì tốt lành cả. Từ nay, con sẽ bị cấm hoàn toàn việc ra khỏi thủy cung. Mụ phù thủy đã nhìn thấy tất cả sự buồn khổ của nàng tiên cá. Nhờ quả cầu pha lê ma thuật, cơ hội đã đến để mụ thực hiện âm mưu thống trị thế giới đại dương. Hỡi tiên cá nhỏ, ta đến đây chỉ muốn giúp nàng. Ngươi là phù thủy đại dương, làm sao mà ngươi tới được đây? Nàng không muốn gặp lại chàng hoàng tử tuấn tú đó nữa sao? Ngươi nói gì? Ta sẽ giúp nàng thành người. Có điều trong 3 ngày, nếu nàng không làm cho hoàng tử hôn mình, thì nàng sẽ trở lại làm tiên cá và sẽ là nô lệ cho ta. Và một điều nữa, ta phải có giọng nói của nàng thì mới có thể giúp. Giọng nói ư? Mất đi giọng nói thì làm sao ta có thể làm cho chàng yêu ta? Nàng vẫn còn khuôn mặt xinh đẹp của mình mà. Đây là cơ hội duy nhất cho nàng đó. Được, ta đồng ý. Nàng ấy đã quyết tâm lên bờ dù phải mất đi giọng nói. Cá heo nhỏ, dù thế nào chúng ta cũng phải bảo vệ nàng. Đây là cây sáo của ta rồi. Nàng chính là người đã cứu ta phải không? Và chính nàng đã cất giọng hát ngọt ngào trên biển. La 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 la. Giọng hát ngọt ngào ấy, người con gái kia. Hải âu phát hiện thiếu nữ kia chính là mụ phù thủy đã yểm bùa khiến hoàng tử mê muội. Giọng nói cô ta đang có là đã cướp của Ariel. Hải âu đã cùng những người bạn bay tới phá đám cưới, lấy lại vỏ ốc chứa giọng nói Ariel. Tránh ra, lũ chim xấu xa, ta sẽ trừng trị bọn mi. Hoàng tử,
là cây gậy đinh ba quyền lực của ta. Bà hãy cầm lấy và thả con bé ra. Để ta xử lý nốt tên người yêu khốn khổ của ngươi. Dù nàng có là một nàng tiên cá đi nữa, ta vẫn yêu nàng, chỉ mình nàng thôi. Mụ phù thủy bị trọng thương, sóng dữ chồm lên nuốt chửng mụ. Vua Thủy Tề lấy lại được cây gậy đinh ba. Ông chứng kiến tình yêu sâu sắc của con gái và chàng hoàng tử dũng cảm. Con gái ta đã thực sự yêu chàng trai này rồi, ta nỡ lòng nào chia cách chúng chứ. Từ đó, nàng tiên cá trở thành một cô gái bình thường. Nàng sống hạnh phúc bên hoàng tử mãi mãi. Chẩu chàng và cốc. Anh chẩu chàng ơi, dậy đi thôi. Mặt trời lên đến ngọn tre rồi kia kìa. Ồn quá, mới tình mơ mà đã ồn ào. Để yên cho người ta ngủ nào. Cái anh chẩu chàng này thật là lười biếng quá đi. Lười thế nên mới nghèo túng, nhếch nhác. Chứ nếu không hình vóc cao to như anh ấy, đôi giờ mập mập thế kia, phải làm vận động viên bơi lội siêu hạng mới đúng. Hay à, nhưng mà lười biếng thế thì tôi còn nghe nói anh ta rất gian tham mánh lới đấy. Các anh nhớ coi chừng cảnh giác nha. Lại ngày mới đến, sao đêm không dài ra mãi cơ chứ? Dạo này đúng là kiếm ăn khó quá. Thế này đến chết đói thật. Cái mùa giáp hạt này đến thật khổ. Bắt cóc ơi! Anh chủ chàng đấy à? Vào nhà chơi. Hai bác cho tôi mượn tạm chút lương thực được chứ? Mình ơi, nghe các lời họ đồn, anh chủ này nhát việc lắm. Liệu... Biết là thế, nhưng lần đầu người ta nhờ vả. Với lại mình phơi lương thực đầy sân thế này, làm sao mà chối được. Thôi thì người ta khó khăn, mình cũng nên giúp đi. Vâng, mình nói cũng phải. Anh theo chúng tôi vào kho lấy lương thực. Chúng tôi cho anh vai không lấy lãi đâu. Nhất bác cóc nha. Nhà hai bác tích cóp nhiều lương thực thế. Chúng tôi có nhiều con nhỏ nên phải tích lũy anh ạ. Mấy đứa con mà ăn nhiều thế này cơ à? Chỗ lương thực này giá mà là của mình, bán nó đi thì cả đời an nhàn, tiền tiêu không hết. Phải nghĩ ra cách gì đó để kiếm được số lương thực này mới được. Có cách rồi. Bác cóc ơi! Bác cóc ơi! Đại hồng thủy đến nơi rồi. Mà vợ chồng bác vẫn bình thản thế kia. Chết mất, chết mất. Bác không nhìn ra sông xa kia à? Bao nhiêu loài đang co cẳng chạy đấy. Nước sông đang dâng lên, cao lắm rồi. Anh chẩu, anh nói gì vậy? Đại hồng thủy, đại hồng thủy là sao? Sắp rồi, sắp rồi. Chỉ trong đêm mai thôi là ngập hết. Không ai báo với bác à? Chắc mọi người cũng phải lo chạy lũ tối mặt. Trời, thật thế sao? Thật 100%. Thương tình nhà bác, tôi mới lặn lội về đây báo cho nhà bác chạy thoát thân đấy. Mau chạy đi, kẻo không kịp. Mà nhớ chạy thật xa vào, lên núi cao ấy. Trời ơi, còn kho lương nhà mình phải bỏ ư? Giờ này mà hai bác còn lưỡng lự thì không kịp nữa đâu. Tính mạng là hơn cả. Nhà hai bác còn con nhỏ biều riếu. Còn kho lương, tôi và mấy người chạy sau sẽ mang giúp cho hai bác. Được tí nào thì hay tí ấy thôi. Tất cả nhờ vào anh vậy. Các con ơi, nhà ta phải chạy thôi. Đại hồng thủy sắp tới rồi. Chạy mau đi, kẻo không kịp đâu.
Giờ thì tất cả là của ta, của ta hết. Cần gì làm vẫn có ăn cả đời. Anh Chẩu, anh không lo chạy đi, còn làm gì thế? Sắp có đại hồng thủy rồi đấy. Đại hồng thủy hả? Mọi người đang chạy lên núi đây, anh cũng mau đi đi, kẻo mất mạng đấy. Tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé. Ừ, tôi đi đây. Lại định lừa anh để lẫn tay trên kho lương thực hả? Đừng có hòng nhé. Đại hồng thủy thật sao? Người học trò đặc biệt. Nghe nói là đông người đến đây đăng ký học thầy lắm. Chúng ta không nhanh thì chậm chân mất. Ừ, nhanh chân lên. Hai anh em con từ xa tới, xin thầy chấp thuận cho chúng con được theo thầy học chữ thánh hiền ạ. À, các con tên gì? Dạ chúng con họ Gàng, là anh em ruột ạ. À, ta rất cảm kích vì được các con yêu mến. Nhưng hãy nhớ, trong việc học đề cao chữ tâm, chữ thiện. Dạ, chúng con xin vâng lời thầy ạ. Hai cậu học trò họ Gàng này thật thông minh, sáng dạ, lời văn rất mượt mà, tấm lòng nhân hậu hiếm thấy. Thưa thầy, có chuyện ạ. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa thầy, sáng nay con có việc đi chợ huyện đến cầu Bu, thì bất chợt con thấy hai anh em họ Gàng đi xuống mặt nước rồi biến thành hai con thùng luôn. Có chuyện đó thật sao? Dạ thưa thầy, họ đúng là thùng luôn, thủy quái dưới sông chứ không phải người thường. Hai người này học hành thông minh, trí tuệ và phong thái đều khác người thường. Thầy ơi, con sợ sau này sinh rắc rối. Con cứ để yên, là quỷ thần mà lại biết chuộng đạo lý thì càng hay chứ sao. Trời hạn hán lâu quá rồi, đã 3-4 tháng nay không có lấy một hạt mưa. Dạ, xin thầy cho con nghỉ học 10 bữa ạ. Dạ, con cũng vậy ạ. Các con lại xin về quê hả? Dạ thưa vâng, mấy tháng nay trời hạn hán, quê nhà không có lấy một hạt mưa thưa thầy. Cây cối đến khô héo cả, chúng con đều nóng lòng, không biết quê nhà giờ ra sao ạ. Được, các con hãy cứ về thăm nhà đi. Mấy tháng nay ta cũng đứng ngồi không yên, cứ thế này thì đồng áng ruộng vườn sẽ chẳng còn gì. Đúng rồi, chỉ còn cách này thôi. Hai con ở lại ta nhờ một chút. Thưa thầy, thầy có chuyện gì thế ạ? Các con chắc cũng đã biết, lâu nay hạn hán kéo dài, dân tình quá cực khổ. Ta muốn các con hãy thương lấy dân một chút. Thầy nói vậy có nghĩa là sao ạ? Ta đã biết tất cả rồi, các con không phải người thường. Thầy đã biết cả rồi sao? Thầy rộng lòng với chúng con quá. Dù là ai, một khi có lòng hướng tới cái tốt đẹp thì đều rất đáng được trân trọng. Chúng con xin đa tạ thầy. Các con hãy thử nghĩ xem, có cách nào làm mưa cứu dân được không? Con được biết đó là lệnh bế phong của Ngọc Hoàng, còn bị hạn hán trong một thời gian nữa. Lệnh bế phong của Ngọc Hoàng ư? Thưa thầy, ai trời rất nghiêm, nhưng không phải là không có cách. Chúng con xin dùng sức mọn này cố gắng giúp dân. Tình thế gấp gáp,
chúng ta hãy lấy nước ở nghiên mực này vậy. Tất cả cậy nhờ các con. Thưa thầy, công ơn của thầy chúng con sẽ không bao giờ quên. Xin thầy cứ yên tâm, một lát sẽ có mưa xuống. Rồi, nhân dân được cứu rồi. Thôi rồi, các trò của ta. Các trò của ta. Các con vì thương đến bá tính mà chẳng quản đến thân mình. Ta và nhân dân nơi đây sẽ không bao giờ quên các con. Cái nghiên mực của cụ Đồ sau đó trôi về làng Bình Đô, làm đen cả nước đầm ấy nên gọi là đầm mực. Chỗ đắp ngôi mộ của hai anh em Thuần Luồng, người ta lập ngay miếu thờ và còn được gọi tên là miếu gàng. Chính nhân đức và cái tâm của người thầy đã trở thành nguồn cổ vũ để học trò sống tốt, có trách nhiệm với bá tính. Chú chó trung thành. Vịnh ơi, con Vịnh đâu rồi chứ? Lạ thật, sao từ hôm qua tới giờ không thấy nó đâu nhỉ? Không biết nó chạy đi đâu rồi. Vịnh ơi, Vịnh! Hóa ra là mày nằm trong này. Mày làm sao thế? Thôi chết, hình như nó bị bệnh rồi. Toàn thân lở loét thế kia, chắc là bị ghẻ. Phải đi mua thuốc chữa bệnh cho nó thôi. Sao bồi thuốc mấy ngày rồi mà nó vẫn không đỡ nhỉ? Này ông, tôi thấy hình như bệnh tình của nó ngày càng nặng hơn, chắc không qua khỏi được đâu. Tội nghiệp nó. Thôi ông bước nó đi đi, để trong nhà hôi lắm. Bước nó đi ư? Nhưng mà nó gắn bó với chúng ta bấy lâu thì biết là thế, nhưng nó không khỏi, trước sau gì cũng phải chết thôi. Để lâu trong nhà hôi lắm, lại có trẻ con, nó mà lây bệnh thì tội con mình đó. Đành bỏ nó đi thôi ông ạ. Đành vậy. Xin lỗi mày nhé. Đã đi rất xa nhà rồi, nó mà tỉnh lại chắc không tìm được đường về đâu. Thuốc mê của lão lang lầm này cũng tốt thật, chứ nó mà tỉnh thì mình không mang nổi nó ra đây mất. Thôi chết, vừa nói mà nó đã tỉnh rồi, phải đi thôi. Xin lỗi mày nhé. Của mình. Là mày ư? Mày chạy theo tao đấy sao? Tốt rồi, mau sủa thật lớn để gọi người đến cứu tao đi. Kìa, mày chạy đi đâu thế? Vẫn. Chắc nó thù mình vứt nó xuống hố nên bỏ đi không thèm cứu mình đấy mà. Tao mà thoát ra được khỏi đây thì có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Cứu tôi với! Cứu tôi! Kêu cả ngày trời mà không có ai đến cứu mình, đêm đến thú dữ mà mò ra thì hèn này mình chết chắc rồi. Hả? Lại là mày à? Đây là... Mau bám lấy sợi dây này để leo lên đi. Tôi sẽ giữ phần đầu sợi dây cho.
Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì... Đừng có cảm ơn tôi. Chỗ này rừng núi hoang vu, không ai lui tới. Anh có kêu đến cả tuần cũng chẳng ai nghe được mà cứu anh đâu. Ờ, thế sao? Tất cả là nhờ con chó này. Nó đã tìm tới tôi và dẫn đến đây để cứu anh đấy. Nhờ nó sao? Vậy mày... Thế mà tao cứ tưởng... Vện, mày làm sao thế? Nó chết rồi. Hình như nó đang bệnh, còn cố sức chạy mấy chục cây số đường rừng để tìm người nữa, cho nên... Con chó thật trung thành. Vện ơi, tao xin lỗi mày. Chúng ta sẽ cùng về nhà nhé. Vẻ đẹp tiềm ẩn. Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Không nhìn đường sao? Xin lỗi anh, tại tôi không để ý. Lưng đã còng, mắt lại còn toét nữa. Đúng là đã xấu còn vô duyên. Lưng còng ư? Đã xấu lại còn vô duyên ư? Trông mình xấu xí thế sao? Đúng là chẳng giống ai cả. Sao lưng mình lại cong thế này? Trông chẳng khác nào bà còng cả. Thế mà trước giờ mình chưa từng nhận ra. Chị Tam Càng, sao lại ngồi khóc đây thế này? Cái vàng ơi, trông tôi xấu xí lắm phải không? Sao chị lại nói thế? Tôi thấy chị cũng xinh đẹp mà. Cậu đừng có an ủi tôi. Tôi biết tôi xấu mà. Đừng nói vậy. Chỉ có đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu. Cả đại dương này có ai được như thế đâu. Thật thế sao? Đương nhiên, tôi có bao giờ nói dối chị đâu. Nhưng tôi lại có chiếc lưng cong như bà còng. Lưng cong thì đã làm sao chứ? Trước giờ chị vẫn sống vui vẻ cùng nó có sao đâu. Trước giờ tôi không có để ý. Hôm nay gặp anh cua, anh ấy chê tôi xấu xí. Lưng cong không giống ai. Úi dào, tưởng chuyện gì? Ai nói mặc kệ người ta. Mình cứ thấy mình đẹp là được rồi. Nhưng tôi cũng thấy mình xấu thật. Có ai công mà vẫn đẹp đâu. Tôi không muốn sống nữa. Phải rồi, chị đi với tôi. Đi đâu cơ? Cứ đi rồi biết. Ôi, trời đang mưa mà. Cậu kéo tôi lên đây làm gì? Chỉ là mua bóng bay thôi. Một lát là tạnh ngay ấy mà. Tôi muốn cho chị xem cái này. Xem gì cơ? Ôi, cầu vồng đẹp quá. Chị cũng thấy cầu vồng đẹp sao? Lẽ nào cậu lại không thấy? Thế theo chị thì cầu vồng cong hay thẳng? Tất nhiên là cong rồi. Làm gì có cầu vồng nào thẳng chứ. Đấy, chính chị cũng biết là cầu vồng cong. Nó cong nhưng vẫn đẹp đấy thôi. Cong đâu phải là xấu. Cong có vẻ đẹp riêng của cong mà. Thế nên đừng buồn vì lỡ như có ai đó bảo chị cong nhé. Mỗi người sinh ra có hình dáng riêng của mình. Vẻ ngoài không quan trọng. Quan trọng là vẻ đẹp bên trong tâm hồn thôi. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cá vàng nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.